ngày 23 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại huyện Định Hóa về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024. Dự buổi làm việc có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện, đại diện các phòng ban chuyên môn liên quan của huyện. Trong năm 2023, huyện Định Hóa đã thành lập 24 đoàn kiểm tra, hậu kiểm 1.174 lượt cơ sở về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Kết quả thanh tra, kiểm tra có 15 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt trên 26 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, trị giá trên 9 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng. Các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật. Tại buổi làm việc với huyện Định Hóa, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm, như việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương, công tác chỉ đạo, xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, hoạt động của các mô hình điểm an toàn thực phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn theo điều kiện đặc thù của từng địa phương, chất lượng an toàn của sản phẩm thực phẩm. Các thành viên trong đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024 trên địa bàn huyện. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến kinh doanh trên địa bàn huyện.